Xin chào cả nhà, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay cái trục cắm kim của máy răng sân nhé. Máy của mình là 9430. Thì chúng ta cần chuẩn bị đó là cái bộ trục đi kèm với máy, tặng kèm với máy khi chúng ta mua một bộ máy có trong hộp ấy. Thì nó sẽ tặng kèm một cái trục này. Cái trục này sau một thời gian dùng nó bị bẩn và nó bị nhờn, thì kim nó sẽ không có bám chắc được vào nữa ấy. Thì chúng ta sẽ thay. Đầu tiên là chúng ta tháo cái trục ngoài ra này. Cái trục này thì nó hay bị dính mực lên lắm, nên là chúng ta hãy thường xuyên lau nó và vệ sinh ngâm trong cồn nhé, để đảm bảo được cái tiệt trùng. Mực nó hay đi theo kim và bám lên trên cái trục đấy. Đấy, bên cạnh thì nó cũng có một cái trục màu đen thay thế đối với những cái trường hợp mà cái trục của chúng ta bị vỡ rơi hoặc mà bị thất lạc mất ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái trục đen để thay thế. Thao tác tháo thì đơn giản thôi. Chúng ta hãy cầm vào cái trục cũ và rút ra một cách dứt khoát. Rút ra thì nó kêu lên tực một cái thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Đó. Thì nó kết cấu gắn với nhau qua cái ngàm. Thì nó cũng giống như kiểu là cái ngàm đôi như này ấy. Chúng ta sẽ ấn vào thì là nó sẽ bám chặt vào cái nỗ ở trong. Đó, chúng ta cứ đẩy vào và đẩy mạnh tay dứt khoát nhá. Đấy, thì nó kêu tực một cái nữa là ok. Đấy, sau đó chúng ta sẽ dùng cái dầu tra máy đi kèm bán trong hộp ấy, hoặc là một số shop bán phụ liệu phun xăm cũng có. Thì chúng ta sẽ tra vào quanh cái trục này, bởi vì khi máy chạy ấy, cái trục này nó sẽ nhấp lên nhấp xuống, dập lên dập xuống và ma sát vào cái trục to này. Đó, thì chúng ta sẽ cho cắm máy cho nó chạy đi để cho nó bôi trơn và trơn tru thử máy nhé. Một lưu ý nhỏ nữa, khi chúng ta cắm kim ấy, thì chúng ta thường hay cắm nộn vào bên cái phần mà miếng nhựa mỏng hơn, còn một bên là miếng nhựa nó dày hơn. Khi nhìn trực diện vào cái nỗ tròn ấy, thì chúng ta hay cắm trượt vào bên mỏng, nhưng mà chúng ta hãy cứ cắm đi, cắm làm sao khi cắm nó sẽ trượt theo rãnh trượt và nó cắm xuống cái bên dày này, nó đến khi nào mà nó không còn xuống được nữa thì mới là đúng nhá, thì mới là kịch cỡ. Đó, hoặc chúng ta có thể bẻ cong cái kim một chút xong cắm thì nó cũng sẽ giữ chắc kim hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Tony nhé.